PC giá rẻ, vừa làm được văn phòng, vừa chơi được game, đa dạng, tiện dụng và dễ dàng nâng cấp. Hãy cùng chung khám phá những trải nghiệm ngập tràn công nghệ, cùng ưu đãi và giá cực tốt tại Hacom nhé. Và bên cạnh mình đây đang là chiếc máy tính PC Hacom Business B41 do Hacom đã dựng sẵn. Thì trên bàn của mình đây hiện tại đang có các linh kiện của bộ PC này. Thì mình sẽ đi qua một số linh kiện cho các bạn xem nhé. Đây là chiếc main A320 Prime M-K đến từ Asus đây chính là uh, chip AMD Ryzen 5, đến từ hãng AMD, uh, một chiếc ổ cứng Kingston 240GB SATA 3, một chiếc RAM G-Skill 8GB, bộ nguồn đến từ Aigo 350W và chiếc vỏ cây rất là xinh xắn đến từ Hacom. Mình sẽ điểm qua về một số chi tiết, một số những linh kiện nhé. Một chiếc main đến từ Asus thì nó rất cơ bản thôi. Nó sẽ có uh, những cái cổng kết nối như là audio này, LAN, USB, uh, HDMI và VGA hai cổng mà kết nối màn hình đang um, phổ biến thời điểm hiện tại và con main này thì có thể lắp được những con chip AMD những con chip AMD dành cho văn phòng với socket AM4 trên tay mình đây chính là con chip AMD Ryzen 5 4600G đến từ hãng AMD con chip này có 6 nhân và 8 luồng đối với cái số nhân luồng đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cho tất cả những tác vụ văn phòng cơ bản cũng như là game nhẹ hoặc in ấn 2D Hãng có trang bị cho chúng ta thêm một chiếc quạt tản nhiệt stock ở bên trong. Thì đối với chiếc quạt này thì mình tin là nó có thể cân được hết tất cả những cái tác vụ. Và tiếp theo trên tay mình đây đang là chiếc ổ cứng SATA3 đến từ nhà Kingston. Chiếc ổ cứng này thì đang có dung lượng là 240GB. Nó sẽ phù hợp cho những tác vụ văn phòng cơ bản. Và chiếc ổ cứng 240GB này thì hiện tại đang sử dụng cái cáp SATA mà nhà cung cấp đã cung cấp sẵn cho chúng ta ở trong con bên này. Tốc độ đọc độ ghi lên tới 500MB trên giây một tốc độ khá là cao trên những con ổ cứng SATA 3 hiện tại Hãng sẽ bảo hành cho chúng ta là 36 tháng Đối với hãng Kingston là một hãng rất là uy tín và thương hiệu tin cậy nhất thế giới Các bạn có thể tìm mua nhé Tiếp theo à, chính là chiếc RAM đến từ nhà g GSQ 8 gb RAM Một cái dung lượng RAM rất là cơ bản cho những người sử dụng văn phòng Tiếp theo nữa thì chúng ta đang sử dụng bộ nguồn đến từ Igo Bộ nguồn này thì có công suất cũng rất cơ bản thôi là 350W. Thì người ta thường ví là bộ nguồn chính là cái linh hồn của bộ case thì với 350W này nó thừa sức có thể kéo được con chip cũng như toàn bộ hệ thống điện Và cuối cùng chính là chiếc vỏ cây đến từ Hacom Chiếc vỏ cây này thì nó khá là nhỏ, gọn, nó rất là tiện lợi cho các bạn khi mà các bạn có thể đặt ở trên bàn hoặc các bạn có thể đặt ở dưới gầm bàn rất là nhỏ gọn, rất là xinh xắn đó các bạn. Hiện tại bộ PC Hacom Business B41 này đang được bán tại hệ thống của Hacom trên toàn quốc. Mọi chính sách về giá, dịch vụ bán hàng, ưu đãi và cả tặng. Xin mời các bạn truy cập website của Hacom để biết thêm chi tiết. Bộ PC văn phòng Hacom Business B41 này đã đáp ứng được tất cả các nhu cầu văn phòng rồi. Thì bây giờ mình sẽ test thử tựa game Liên minh huyền thoại, một tựa game đang rất hot để xem hiệu năng hoạt động của bộ máy như thế nào nhé. Rồi mình đang trong tựa game Liên minh huyền thoại rồi Thì bây giờ cái mức FPS cho ra đang là 113 đến 120 khung hình trên giây Thì đối với cái mức FPS này thì được cho là chấp nhận được Và rất là mượt mà ở trên cái bộ máy này của mình thì Sau đây thì mình sẽ thử setting lên cái mức đồ họa cao nhất Xem thế nào nhé Rồi mình vừa setting lên mức đồ họa cao nhất thì cái FPS cho ra là 96 FPS đến 100 fps trên dây thì cái tỷ lệ khung hình này nó không quá là giật nó vẫn rất mượt so với con chip con chip Ryzen 5 này thì cái giá trị sử dụng của con chip này nó khá là cao khi mà các bạn sẽ có thể bỏ ra cái chi phí rất là rẻ cho một con chip mà các bạn có thể sử dụng được cho cả những cái game nặng hơn nhưng mà theo ý mình thì các bạn nên nâng lên 16GB RAM nhé tại vì 8GB này nó hơi đuối một tí đối đối với các bạn chơi game còn đâu văn phòng thì đối với mình là đủ rồi bộ pc này sẽ rất đáng tiền và phù hợp cho những bạn học sinh sinh viên các bạn có thể vừa học tập và vừa chơi game được hãy follow kênh của hacom để cùng chung unbox những sản phẩm công nghệ mới nhất review những siêu phẩm giải pháp công nghệ và lối sống